được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Phi Thanh Vân sắp lên xe hoa lần 3. Đăng tải hình ảnh người đàn ông lạ mặt trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân khiến nhiều người nghi ngờ đây là bạn trai mới của cô. Ít giờ trước, thông qua trang cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh người đàn ông lạ mặt, đính kèm là những lời lẽ có cánh. Đa tài lắm anh nhé, vừa làm lớn lại hát hay, duyên ăn nói, phải anh làm khổ biết bao cô gái. Người đàn ông Phi Thanh Vân dành nhiều lời khen, vừa chia sẻ hình ảnh vừa khen ngợi cư dân mạng nghi ngờ đây là bạn trai mới của nữ diễn viên cô gái xấu xí. Trước đó, Phi Thanh Vân từng tiết lộ về người đàn ông theo đuổi cô thời gian dài, cho đến khi cả hai đủ thấu hiểu. Rất nhanh chóng, hàng loạt bình luận chúc mừng xuất hiện phía dưới bài đăng. Thậm chí nhiều tài khoản mạng khẳng định sắp tới sẽ được dự đám cưới của Phi Thanh Vân. Tuy nhiên, chia sẻ với dân Việt về hình ảnh người đàn ông lạ được cô đăng lên mạng xã hội, bà mẹ một con khẳng định hiện tại cô đang độc thân vui tính. Người trong tấm ảnh là người cô quen 10 năm, cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc. Đó là người anh tôi quen đã 10 năm, anh ấy đang độc thân giống tôi. Vừa rồi chúng tôi có dự chung một buổi tiệc nên có hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội tương tác lẫn nhau, cô giải thích. Trước đó vào tháng 7, 2019, Phi Thanh Vân từng bị nghi có bạn trai Hàn Quốc sau hai lần ly hôn. Có một chàng chủ tịch tình si sứ Kim Chi, Phi Thanh Vân viết, dòng trạng thái úp mở của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm. Đáp lại tò mò, bà mẹ một con chỉ để biểu tượng mặt cười và lời giải thích ngắn gọn. Anh mê chị thì có, làm gì có việc chị của em mê trai. Đồng thời, cụ mẫu khẳng định bản thân đang tập trung vào kinh doanh, chưa màng tới chuyện yêu đương. Anh ấy mê mẩn tôi thôi, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt để kinh doanh. Chuyện yêu đương tôi tính sau, họ Phi nói về người đàn ông bí ẩn.